Cho lơ có dòng đại, dòng trung với dòng tiểu hay không? Rất nhiều người thắc mắc về cái con lơ dòng đại, dòng tiểu, dòng trung. Thì uh, theo cái chuẩn đúng cái bảng tiêu chuẩn của giống lơ theo FCI công bố thì con rốt nó không chia làm dòng tiểu, dòng đại, uh, dòng tiểu, dòng trung và dòng đại đâu mà nó chia làm bốn size uh, size nhỏ coi như là dòng tiểu đi, uh, size vừa coi như là dòng chung mà mọi người nói còn uh, size to coi như là dòng đại mọi người nói nhưng thực ra nó còn có một cái size gọi là size rất to very large hay mà tốt nhất người ta hướng đến là ở cái size to tức là cái con chó đực 65 đến 66 cm và con chó cái 60 đến 61 cm con chó cái chiều cao 60 đến 61 cm tính đến vai và cái cân nặng của con chó cái 42 cân và cân nặng của con đực là 50 cân thì như vậy mọi người có thể hiểu là cái con chó đực 50 cân là cái con chó chuẩn nhất với cái chiều cao 65 đến 66 cm. Và người ta phân cái cái cỡ của con chó theo chiều cao chứ người ta không phân theo cân nặng bởi vì con chó nó béo nó gầy nó sẽ có thể nó chênh lên vài cân. Đó. Như vậy là một cái con chó mà ở cái thể trạng vừa chuẩn thì một cái con chó ở uh, 50 cân nó đã là con chó to và người ta hướng đến con như thế cũng có nghĩa là gì cái con Rottweiler tiêu chuẩn có thể con 4445 cân nó vẫn là con rốt đạt chuẩn cho một con đực mọi người nhé chứ không phải là nó nó không chuẩn đâu. Trong bảng tiêu chuẩn của nó là nó vẫn đạt chuẩn nha. Bởi vì bên dưới cái con chó đực 50 cân là cái size to thì bên dưới nó còn có size vừa và còn có size nhỏ nữa. Bên trên cái size to thì nó có cái size rất to, nó có bốn cái size chứ không phải là chỉ có ba size tiểu với lại trung với lại đại đâu. Mà size nhỏ size vừa size to và size rất to nhưng cái bảng tiêu chuẩn người ta hướng đến là người ta muốn hướng những con rốt tốt nhất là những con rốt ở size to tức là con đực ở cân nặng ở loanh quanh mức 50 cân thường mọi người mà theo dõi các cái cuộc thi chó ở trên thế giới thì thường con đực mà nó được các giải cao nó sẽ đều nằm ở trong cái khoảng cân từ 50 cho đến 54 cân đại đa số các con chó được trưởng thành mà nó đạt các cái giải cao ở các cuộc thi chó đẹp lớn nó đều ở trong cái khoảng cân nặng đấy từ 50 đến 53 cân. Nó tính ở cái con đấy là nó tính là ở size to và nó chớm sang cái size rất to. Ok. Còn con cái thì cái cân nặng mà người ta hướng đến là cái con chó nó nặng 42 cân. Tương đương với chiều cao 60 đến 61 cm thì cái con cho cái này mọi người để ý ở các cái cuộc thi lớn những cái con mà đạt giải thường ấy con cho cái nó lại nhỏ hơn là cái sai uh, theo các bản tiêu chuẩn nhá thường mọi người sẽ thấy là đa số các con cái mà đạt giải nếu nó có thông tin cân nặng của nó đấy thì nó sẽ dao động ở khoảng từ 39 cân cho đến 42 cân chứ nó lại không vượt qua 42 cân nhé nó khác với con đực con đực thì cái chuẩn của nó là 50 cân là chuẩn nhất gọi là cái chuẩn đúng cái chuẩn theo bảng tiêu chuẩn đấy thì những con đực đạt giải thường nó to hơn cái chuẩn đấy một chút nhưng con cái thì lại ngược lại những con cái mà nó đạt giải ở các cuộc thi lớn thì thường nó lại nhỏ hơn cái chuẩn đấy một chút là con cái thường thường những cái con mà đạt giải nó, nó nằm ở trong khoảng từ 39 đến 42 cân còn con đực thì nó lại nằm ở trong cái khoảng phía trên của nó là từ 50 cho đến khoảng tầm 54 cân đó và ừ. những con chó 54 cân nó đã to lắm rồi với cái chuẩn người còn nếu mà các bạn nào em mà có quan tâm đến các cái con Rockweller gọi là Rockweller sai đại mà mặt nhăn với mép xệ thì đấy nó không phải Rockweller mọi người nhá. Đấy là một cái giống cho like của Rockweller thôi. Chứ nó không phải là cho Rockweller. Cho nên chúng ta sẽ không bàn đến ở đây. Còn mọi người mà quan tâm đến cái Rockweller uh, đại mà mọi người nói là cái giống mặt nhăn mép xệ thì mọi người tham khảo cái video cái dòng Rockweller dòng đại nó là như thế nào ở trên trang mình đã có chia sẻ rồi trên uh, YouTube Rookler GV mình đã có chia sẻ rồi uh, cho mọi người xem lại cái uh, màn hình một chút đó mọi người có thể tham khảo ở trên uh, cái trang uh, FCI mình thấy có rất nhiều người nói về cái con Rookler nhưng mà là hầu hết là những cái người chỉ nuôi có một loại thôi hoặc là nuôi ít năm hoặc nuôi một con uh, xem thông tin thì lại là không chịu xem thông tin ở các cái kênh thông tin chuẩn như là cái hiệp hội cho giống cái FCI hay là cái IFR hay là cái ADRK là ADRK thì là câu lạc bộ Rugerler Đức FCI thì nó là hiệp hội cho giống chung toàn thế giới và IFR thì nó là hiện cái gọi là câu lạc bộ những người nuôi cái con Rugerler ngoài nước Đức bao gồm châu Âu và một số cái uh, quốc gia khác ở bên ngoài châu âu nó đều sẽ cho chúng ta những cái thông tin chuẩn nhất. Chốt lại là roguer thuần chủng roguer chuẩn, roguer xịn. Nó không phải nó chỉ có ba dòng tiểu trung đại đâu, mà nó có bốn size: size nhỏ, size vừa, size to và size rất to. Hay là gì tiểu này, trung uh, này là size vừa, uh, đại này và còn hơn cả đại nữa, tôi là size rất to đó và cái con chó sai to của con Rottweiler thì cái con chó đực cái chuẩn của nó là 50 cân và con chó cái cái chuẩn của nó là 42 cân vượt bên trên cái mức cân đấy vài cân giả sử như là con đực khoảng tầm 53 54 cân là tính nó là sai rất to rồi tức là nó còn trên cả sai đại nữa và con cái trên 42 cân có thể từ 43 cân trở lên nó có thể tính là sai đại rồi còn đa số các con cái mà đạt cái giải thưởng ở các cuộc thi chó đẹp nó nằm ở trong cái khoảng cân nặng từ 39 cho đến 42 cân. Và các con đực, đa số các con đực mà đạt được các giải thưởng ở các cuộc thi lớn về chó đẹp ruler ở cuộc thi ở tầm quốc tế thì ở đa số các con đực nó nằm ở trong khoảng cân nặng từ 50 cho đến 54 cân. Đó là các cuộc thi chó đẹp nhá. Còn với các cái cuộc thi chó làm việc thì cái lúc ấy thì mọi người sẽ thấy là các cái con đực mà tham gia các cuộc thi chó làm việc hay các con cái nó đều ở cái dạng sai vừa là chiếm đa số tức là gì tức là con đực nó dưới 50 cân nó 48 49 50 là chiếm phần đông đến 51 con cái thì đa số nó sẽ nằm ở trong khoảng tầm 38 39 40 nó còn không lên đến 41 42 đâu bởi vì những cái con ở ở các cái cuộc thi chó làm việc thì nó cần những con chó dẻo dai khỏe mạnh những cái con to ấy, thì thường là nó sẽ không dẻo dai bằng những cái con ở size vừa size vừa là cái con dẻo dai nhất còn cái size to của con Rottweiler nó đã là cái size mà nó kém khỏe hơn là về sức bền so với cái size vừa rồi thì mọi người phải hiểu tại sao cái size vừa của nó thì nó lại dưới 50 cân còn cái size to thì nó lại là 50 cân và vì sao người ta lại hướng đến cái size to bởi cái size to thì nhiều nó đẹp hơn đó, con chó đực 50 cân thì nhìn nó đẹp hơn là cái con chó đực 45 cân. Bởi vì cái giống rốt này nó là cái giống mà cái thể hình của nó, cái đặc điểm của nó chúng ta có thể hiểu là cái giống rốt là cái đặc điểm của nó là nó là cái thể hình mạnh mẽ. Mọi người hiểu là như thế. Thành ra người ta muốn hướng đến cái con rốt nó to hơn cái sai sức bền thể lực kia một chút là nó là sai to. Trong cái chuẩn của nó nó là sai to nhưng nó này là sai người ta hướng đến. Còn cái sai vừa thì nó là cái size rất là tốt cho cái thể lực của con chó nó bền nhưng uh, Trong các cái cuộc thi chó đẹp Thì người ta lại Hướng đến cái size to chứ người ta không hướng đến cái size vừa Nhưng đấy để mọi người hiểu được là con rốt đực 40-45 cân nó vẫn là con rốt chuẩn Nó ở size nhỏ Sau size nhỏ nó còn có size vừa rồi mới đến size to mà size to nó chỉ có 50 cân thôi Trên nữa nó là size rất to Thì tất cả những con size rất to nó đều xếp vào trong cái khoảng đấy còn có những con nó vọt ra khỏi cái tiêu chuẩn của con rốt nó quá cao to chẳng hạn nó, với những con chó nó quá to giả sử như là có những con mà có những người nói là có những con nó khoảng 70 cân hay như thế nào đấy là nó bị vọt ra khỏi cái tiêu chuẩn của con chó rồi Ok à, cái cân nặng uh, cái uh, cái chiều cao của nó 70 mấy cm nó bị vọt ra khỏi cái tiêu chuẩn của con chó rồi à, những cái uh, con chó như vậy mà khi mà nhân giống ấy thì chúng ta sẽ phải rất rất là Uh, để ý cái đối tác của nó để làm sao để con chó con nó ra nó không bị quá to như là con bố uh, và nó sẽ khắc phục những cái uh, yếu ở trong cái hệ xương khớp của con bố bởi vì thường những con nó chó nó quá to á, thì cái xương khớp của nó nó không khỏe ra đâu mọi người nó bị quá lên nó bị vọt khỏi cái chuẩn của nó thì nó sẽ không tốt bằng cái chuẩn đâu nó sẽ không khỏe bằng cái chuẩn đó video mà hữu ích thì mọi người cho xin một like và chia sẻ. Ok, để cho những người mà đang tìm hiểu về giống Rottweiler thì sẽ không bị hoang mang nữa về các cái thông tin bên lề về chó dòng đại, dòng tiểu, dòng chung. Uh, xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Thank you and uh, see you again. Đây này, như Pila này là một cái con uh, cái thuộc vào size rất to. Pila khoảng tầm 47 48 cân nó là nếu mà tính ra với cái con rúp cái nó có thể gọi là con ngoại cỡ rồi đấy nó còn vượt ra khỏi cái gọi là size to bởi vì uh, vượt ra khỏi cái gọi là size rất to bởi vì cái size size to của nó là 42 cân thì cái size rất to của nó nó khoảng tầm 45 cân cứ coi như vậy uh, pila đây thì còn to hơn cả cái size rất to ấy nữa bởi vì cái độ dày ngang của nó nó rất là dày hình ra là cái cân nó nặng còn tính cái chiều cao của con chó thì Pila ở cái size rất to Tức là nếu mà tính theo cái chiều cao từ chân lên thì với những con chó với cái chiều cao tương đương với Pila này thì cái cân nặng của nó nó ở khoảng tầm 43, 44, 45 cân Nhưng bởi vì cái bề ngang của con chó cái đấy nó còn do thể hình của con chó nữa Những con mà nó dày người thì cùng một cái chiều cao cân nặng nó sẽ vọt lên Nhưng người ta tính là người ta tính dựa vào chiều cao là vì như vậy Bởi vì có con dày người, có con mỏng người Cùng một cái chiều cao Nhưng những con dày người có thể nó còn vọt cân lên Hơn là những cái con mỏng người Vài cân chứ không có ít Cái chuyện mà nó vọt lên cùng một cái chiều cao Như Pila này người nó dày như thế này à, So với lại một cái con chó Mà nó mỏng mình người nó thon thon Thì có thể Nó chênh nhau đến 3 cân 4 cân Chứ nó không có ít Ok làm đấy nhé